For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Phát sốt khi Kiều Minh Tuấn hôn Diệu Nhi ở trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Quý vị và các bạn thân mến, trong những phân cảnh hậu trường của phim Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, cặp đôi hoàn cảnh Diệu Nhi Kiều Minh Tuấn khiến người xem thích thú bởi những phản ứng hóa học vừa ngọt ngào vừa cười ra nước mắt. Mới đây, Trên bàn nhậu dưới bàn mưu đã tung ra đoạn clip hậu trường đầu tiên ghi lại những phân cảnh từng gây ấn tượng trong trailer vừa được trình làng. Theo đó, đoạn clip đã hé lộ nhiều tình tiết của cặp đôi hoàn cảnh Diệu Nhi Kiều Minh Tuấn, hứa hẹn sẽ sớm gây bão mạng xã hội. Kiều Minh Tuấn và Diệu Nhi có nụ hôn màn ảnh đầu tiên. Mở đầu clip Trên bàn nhậu dưới bàn mưu đã chiêu đãi người xem bằng một phân cảnh chưa từng công bố, nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cặp anh em chí cốt Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi. Cả hai thể hiện sự đồng điệu từ thời trang, cảm xúc hoàn toàn hòa hợp với khung cảnh lãng mạn xung quanh. Tuy nhiên ngay sau đó, cặp đôi hoàn cảnh lập tức bật mốt lầy lội khi không ngừng chọc ghẹo, tác động vật lý lên đối phương. Không chỉ hé lộ một phân đoạn hoàn toàn mới, chi tiết này còn gây tò mò về mối quan hệ giữa hai nhân vật Chí, Gạo trong Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Bởi theo trailer mới nhất, Chí được giới thiệu là cơ hội duy nhất cho hội thiếu nữ lầy lội thực hiện âm mưu lấy lại số tiền đã mất. Trong khi đó, Gạo lại là một cô gái vừa đáng trách vừa đáng thương khi bị Trực, Trần Ngọc Vàng thủ vai lừa cả tình lẫn tiền. Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi vốn là những người đồng nghiệp, anh em thân thiết trong công việc lẫn cuộc sống. Chưa kể, khi cả hai đều là những cây hại có tiếng, các chemistry bùng nổ sắp tới đây sẽ mang màu sắc lãng mạn hay hài hước cũng khiến người hâm mộ càng thêm trông chờ. Hành trình Kiều Minh Tuấn hóa drag queen. Trong trailer chính thức vừa được công bố, phân đoạn Kiều Minh Tuấn hóa thân thành drag queen trên màn ảnh rộng đã nhận được sự chú ý lớn. Tuy vậy, hành trình ông Hoàng phòng vé lần đầu thử sức với một hình tượng đầy lạ lẫm và mới mẻ lại vô cùng khó nhằn. Với mong muốn khắc họa hình tượng drag queen một cách tinh tế, không phản cảm, Kiều Minh Tuấn đã dành nhiều thời gian để tập luyện vũ đạo, đi giày cao gót nhọn, mặc trang phục drag queen, dù sức khỏe xương khớp thường bất ổn. Nam diễn viên khiến netizen vừa buồn cười, vừa thương khi khẩn thiết năn nỉ ekip, xong chưa, nhanh nhanh đi, mỏi quá. Bây giờ nó vọt bẻ cứng cái lưng anh luôn rồi. Tuy nhiên, Kiều Minh Tuấn chứng tỏ khả năng nhập vai cũng như sự nghiêm túc, kinh nghiệm khi vẫn quẫy cực sung cùng các drag queen chuyên nghiệp. Trong các khoảnh khắc hậu trường được hé lộ, nam diễn viên còn hờn dỗi ekip vì không cổ vũ cho mình lúc đang nhiệt tình khoe vũ đạo nóng bỏng trên sân khấu. Không kém cạnh người anh Kiều Minh Tuấn, các phân cảnh trong hậu trường của Diệu Nhi cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Cụ thể, đoạn clip hậu trường đã tiết lộ nhiều phân cảnh vô cùng nguy hiểm, đập chai bia vào đầu, mò mẫm đi trên vách tường. Dù đã được ekip chuẩn bị đạo cụ để thực hiện phân đoạn đập vỡ chai bia bằng đầu một cách chân thực, Diệu Nhi vẫn nửa đùa nửa thật, thêm mát đầu quá, không biết máu thật hay máu giả. Bên cạnh đó, gương mặt căng thẳng và có phần máu chiến của Diệu Nhi trong phân đoạn chưa được tiết lộ này cũng trở thành chi tiết không khỏi gây tò mò. Bên cạnh vén màn hậu trường những phân cảnh đáng chú ý trong trailer mới nhất, đoạn clip hậu trường đầu tiên của Trên bàn nhậu dưới bàn mưu tiếp tục châm thêm sự tò mò khi tiết lộ nhiều chi tiết chưa được công bố. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.